nhắc chị chóng nổi này cũng tàng chim tiêu đề là nuôi vội tiến hóa tôi học thiên bếp tôi đã học thiên bếp trong chính là chính tạng nhưng mà tôi đã chú ý năm năm sức tôi không học thiên bếp khi chúng ta có thể gặp AI chúng ta có thể sử dụng AI tôi sử dụng AI để học tập tiếng Việt trong chính tảng tôi đã học tiếng Việt bằng trao đổi ngôn ngữ các chuyên sau đó tôi có thể nói điện thoại bồi tôi thắc bạn bè người Việt Nam ai nói tiếng Việt tôi có thể sử dụng điện thoại kết quả của học tập tôi có thể sử dụng tôi có thể nói về điện thoại sử dụng điện thoại ồ bằng Facebook SNS sử dụng là tin nhắn là một phương pháp này để sử dụng điện thoại tin nhắn là quan trọng để học tiếng Việt tin nhắn văn viết văn video tin nhắn có thể sử dụng tôi có thể sử dụng tin nhắn bằng điện thoại tôi có thể nói tiếng Việt sau đó thì tôi đã học tập AI with bằng AI để học tiếng Việt bằng trao đổi ngôn ngữ các chuyện tôi có thể nói về tên họ. Tôi là phát triển quan trọng tốt nhất. Nếu tôi có thể nè bằng tiếng Việt, tôi có thể cô phát âm tốt nhất. Nên tôi có thể nói về điện thoại, tôi có thể nói tiếng Việt bôi dân như Việt Nam. Như Việt Nam, bôi như Việt Nam. Trong
Nhưng mà cũng rất nhắc về tôi đang cố gắng nói lại nhưng mà cũng càng là chân chịu năng và nếu là mưa lùi đồng trai em mà thì tôi cúc cúc của ngôi kết tội tôi đã học tiếng bê mừng văn chùa tôn tạo sau năm là hồi không có cúc nhỏ không có nhỏ mà vẫn cứ rào vào cố gắng vết lù để dạy lên hy vọng. Chúng ta có thể cắt cổ hốc hội lăng nhạc, những đứng về tôi vai hốc mộ mình. Tôi đã đổ cốc, bao việc này, bà đã cho tôi rất lâu cứ giữ bài nâng. Kỷ niệm về Việt Nam lại nổi lên như một chiếc xe đang dài mà không biết đứng trên đảo quan về thì đại lại những chỉ là kỷ niệm xã hội sao xa tội. Tôi có thể nói rất tiếng Việt nhưng đôi khi xung tin rằng kết quả của việc của là những của một nhỏ tôi đã đức. Tôi có thể nói về tiếng Việt trên Facebook và có thể hiểu được phần nào nhưng là những trong hành trình học tập này của những đồn dung chán năng tôi hồi sự kiện nhận tôi đã cố gắng học tiếng Việt qua nhiều phương pháp khác nhau như học nhạc đến học tiếng từ Việt đến xem video những chữ quan trọng nhất định là chưa cũng nghe tin vào sự kiện gì đôi khi tôi cảm thấy có cả những tôi về trang mình có thể được phúc giờ rồi nước bôi nhồi biết tà dây tôi rất nhiều tôi có thể nói về những chữ về như diễn nhiên biển đảo hay về văn hóa nên là mặc dù không hoàn hảo nhưng tôi luôn vì bề và cố gắng học hỏi mỗi ngày tôi dùng ngôn ngữ này và sẽ chép tức học của em đam mê chọn.